Vâng, xin chào mừng cô chú, anh chị, các bạn đang theo dõi trên kênh Loa Hay TV. Những hình ảnh và cảnh quay trước mắt anh chị em là một cái tiệm đồ cũ tại Nhật Bản. Hôm nay mình vào đây thì rất nhiều cái món đồ đẹp nhé. Ngay bây giờ thì mình sẽ quay cận cảnh chi tiết và báo giá về tay. Trước mắt anh chị em là một chiếc bình thủy trong tình trạng đẹp gần như mới anh chị em nhé. Chiếc này thì phù hợp cho bác nào hay uống trà hay uống cà phê thì luôn luôn lưu trữ được nguồn nước nóng cố định. Công tắc mở nước thông minh, đặc biệt là có chế độ xoay 360 độ. Đây là cái khóa trẻ em này, rất là mới anh chị em nhé. Bác nào cần lưu trữ nước nóng thì đây là một cái bình vô cùng tiết kiệm điện, sản phẩm của Tiger, đặc biệt là sản xuất tại Nhật anh chị em nhé. Sản xuất tại Nhật, các bác có thể quan sát màu nó thì màu nâu đen anh chị em nhé, màu nâu đen, sản xuất tại Nhật. Những cái dòng đồ điện mà bây giờ sản xuất tại Nhật là đa số là những cái dòng rất là cao cấp thì người ta giữ lại tại Nhật anh chị em nhé. Đây là một chiếc bình sản xuất năm 23, rất mới anh chị em nhé, mới đi đến 97%. Bạn nào quan tâm thì chụp lại nhé. Chiếc này về tay là 3.900.000 đồng, 3.900.000 là giá về tay. Có cơ chế xoay 360 độ, điện của nó thì 100V anh chị em nhé, điện 100V. Cái kiểu dáng của nó thì rất là hiện đại, các bác có thể quan sát. Cái này bên trong rất là sáng và sạch anh chị em nhé, hầu như là sử dụng một hai lần anh chị em nhé, rất là tuyệt vời để anh em mua sắm. Dung tích là 3 lít, giá về tay là 3.900.000 đồng, được vận chuyển bằng đường hàng không. Bác nào yêu thích thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. Kế tiếp và liên tục mình trước mắt anh chị em là hai chiếc máy có chức năng là 3 trong 1. Chức năng chính của nó là làm lạnh là 1, lọc không khí là 2, và chức năng hút ẩm là 3 anh chị em nhé. Bây giờ chuẩn bị sang mùa nồm ẩm, nhất là khu vực phía Bắc, thì đây là những chiếc máy rất tuyệt vời. Đây là cơ chế làm lạnh, cơ chế hút ẩm và cơ chế lọc không khí. Đặc biệt là thêm một cái tính năng sấy quần áo anh em nhé. Rất tuyệt vời vào những mùa nồm ấm này anh em sử dụng. Mùa hè thì chạy máy lạnh, còn mùa nồm ấm thì ngay lập tức trở thành cái máy hút ẩm. Giá chiếc này về tay các bác có thể quan sát. Con này là sản xuất năm 2020, giá về tay là 7 triệu nhé. Sản xuất tại Nhật anh chị em nhé. Sản xuất tại Nhật Bản. Sản xuất tại Nhật Bản năm 2020, giá con này về tay là 7 triệu 4 chọc 1 anh em nhé. Bác nào quan tâm thì chụp lại nhé. Còn sang bên đây thì với một cái thiết kế y chang nhau, tuy nhiên con này thì sản xuất 2018. 2018 con này về tay là 6 triệu, bác nào yêu thích thì chụp lại nhé. Đấy, sản xuất 2018. Tất cả là đều sản xuất tại Nhật và điện 100V. Cái này nó hút ẩm rất là tốt anh chị em nhé. Một trong những cái con máy rất nhiều tính năng. Tính năng này là sấy quần áo gì em nhé. Rất tuyệt vời, đây anh chị em mua sắm. Bác nào yêu thích thì chụp lại. Đây là cửa gió ra của máy lạnh và lọc không khí. Đặc biệt là lưu lượng hút ẩm các bác có thể quan sát lên đến 10 lít trên ngày anh chị em nhé. 10 lít trên ngày nên hút rất là tốt. Phòng 570m². Đây là một cái máy đặc trị mùa nồm ẩm và làm lạnh vào mùa nóng bức. 2020 là 7 triệu, 2018 là 6 triệu. Bác nào quan tâm thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo đang hiển thị trên màn hình cô chú anh chị các bạn. Hôm nay cái tiệm thì rất nhiều sản phẩm nhé. Bác nào yêu thích cái sản phẩm nào thì cứ cố gắng chụp lại để tránh nhầm lẫn sang các sản phẩm khác. Kế tiếp và liên tục chương trình sang cái hành lang đây thì mình tiếp tục quay và báo giá về tay. Đây là những sản phẩm mình vừa thanh toán tiền xong. Sau một hồi lựa chọn thì có những chiếc túi rất tuyệt vời, đây anh chị em có thể làm quà tặng cho những người thân yêu. Đây là một trong những chiếc túi rất tuyệt vời để anh chị em mua sắm nhé. Một chiếc túi khẳng định với cô chú anh chị các bạn là không đụng hàng. Một chiếc màu vàng chanh, đẹp mượt mà từ trước về sau, từ trong ra ngoài. Anh chị em yêu thích thì nhanh chóng chụp lại, giá về tay là 3.900.000 đồng. 3.900.000 là giá về tay, hàng được vận chuyển bằng đường hàng không, khoảng hơn chục ngày anh chị em sẽ nhận được hàng. Tất cả là đẹp gần như mới anh chị em nhé. Đẹp gần như mới. Cái này mở khóa thì anh em gạt sang thì nắp sẽ tự bung. Nó làm hoàn thiện rất là cao anh chị em nhé. Bên trong có một ngăn kéo khóa. 3.900.000 đồng. Một chiếc duy nhất. Bác nào hữu duyên thì nhanh chóng chụp lại. Này sản xuất tại Đức anh chị em nhé. Made in Germany. Một trong những chiếc hàng rất tuyệt vời để chị em lựa chọn. Đẹp từng centimet. Đẹp từ trước về sau. 3.900.000 đồng là giá về tay. Tất cả các dòng sản phẩm thì mình cố gắng là báo giá về tay để anh chị em dễ bề trong việc mua sắm.
Các bác cố gắng là chụp lại sản phẩm nhé, để tránh lầm lẫn sang các sản phẩm khác và mình tìm kiếm nó cũng dễ. Cái này kích thước của nó thì một chiều khoảng 30cm và chiều cao nó khoảng 12cm. Kế tiếp và liên tục chương trình trước mắt anh chị em là một chiếc cặp doanh nhân, thương hiệu là Burberry. Một trong những cái cặp được hoàn thiện vô cùng tinh xảo. Cái này đa số là chế tác thủ công hết anh chị em nhé. Một con hàng hiệu của Burberry thì đã rất nổi tiếng rồi. Và đây là một chiếc cặp doanh nhân với một cái kích thước rất rộng lớn để anh em lưu trữ tài liệu, giấy tờ. Và đặc biệt là tính thẩm mỹ và thời trang của nó rất là cao. Bác nào yêu thích thì chụp lại nhé. Cái này thì có ngăn kéo mở thông minh. Mở ra thì lấy đồ rất là dễ dàng anh chị em nhé. Bởi vì nó bung rộng hết tầm có thể. Bên trong có một ngăn kéo khóa và thêm một ngăn chia tài liệu rất rộng rãi. Không một tỉ vết nào anh chị em nhé. Giá chiếc này về tay là 8 triệu rưỡi. 8 triệu 500 ngàn đồng là giá về tay. Hàng đã qua sử dụng trong tình trạng rất đẹp. Theo trực quan của mình thì không có một vết trời xước nào anh chị em nhé. Độ đẹp lên đến 95%. Chìa khóa kèm theo là đầy đủ anh chị em nhé. Chìa khóa kèm theo đầy đủ. 8 triệu 500 là giá về tay. Bạn nào yêu thích cái thiết kế và cái thương hiệu Burberry thì nhanh chóng chụp lại nhé. Và gửi qua một trong hai số Zalo. Tất cả các clip thì mình cố gắng là phát vào lúc 20 giờ tối Việt Nam. Các bác hãy tranh thủ bấm đăng ký và bấm like để mỗi lần mình phát video các bác xem được sớm nhất. Rất rộng rãi để anh em lưu trữ tài liệu. Đây là một chiếc cặp doanh nhân với một cái size kích thước rất là rộng anh chị em nhé. Kích thước của nó thì khoảng 45 nhân với lại 30. 45 nhân 30, một trong những cái size cặp lớn nhất của hãng. 8 triệu 500 là giá về tay. Đẹp gần như mới anh chị em nhé. Cái tiếp và liên tục chương trình trước mắt anh chị em là một con máy robot hút bụi thông minh. Con này thì có tính năng tự sạc. Đặc biệt đây là chiếc máy chưa qua sử dụng anh chị em nhé. Được bày bán trong tiệm đồ cũ nên giá của nó rất tốt để các bác mua sắm. Đây là một trong những cái máy mà pin rất là bền, bởi vì mình bán con này nhiều mình biết. Đây là một trong những con máy có tính năng vừa lau vừa hút trong tình trạng là chưa qua sử dụng. Giá về tay là 5 triệu nhé. 5 triệu là giá về tay. Có 4 chổi để anh em thay thế và có cả tính năng lau. Và đặc biệt là con này có thể cắm điện 220V đều được anh chị em nhé. Em quan sát nó qua một cái adapter 100-240V. Vì vậy nên là anh em cắm điện lưới tại Việt Nam 220V là rất phù hợp. 5 triệu là giá về tay. Một con robot thông minh có tính năng vừa lau vừa hút. 5 triệu là đường vận chuyển bằng đường hàng không nhé. Về tay. Bác nào yêu thích thì chụp lại nhé. Kế tiếp và liên tục chương trình sang cái hành lang đây thì mình vừa thanh toán tiết được một chiếc bình pha lê của Nhật Bản. Đây là một trong những chiếc bình đẹp long lanh như mới. Bạn nào yêu thích sự long lanh lấp lánh của ánh pha lê thì đây là một trong những lựa chọn vô cùng tuyệt vời để anh em có thể trưng bày decor ở các không gian phòng khách, phòng làm việc. Trong suốt không tí vết anh chị em nhé. Giá chiếc này về tay là 3 triệu bao ship bao vỡ. Cái này thì anh em chỉ trưng bày không đã đẹp nhé, chưa cần phải cắm bông cắm hoa. Bạn nào yêu thích thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. Bây giờ thì mình sẽ đo cái kích thước để anh em dễ bề trong việc mua sắm. Chiều cao của chiếc bình này các bác còn quan sát là mình kéo thước bằng phương pháp thủ công. Đo được nó là 35cm. Chiều cao là 35cm. Đấy, các bác có thể ước lượng và nhanh chóng lựa chọn. 3 triệu là giá về tay bao ship bao vỡ. Khoảng chục ngày anh chị em sẽ nhận được hàng. Kế tiếp và liên tục chương trình sang cái hành lang này thì trước mắt anh chị em là một cái cặp bình pha lê hàng cắt tay, hàng thủ công hoàn toàn anh chị em nhé. Một trong những chiếc bình pha lê đẹp gần như mới, các bác có thể quan sát đẹp không tí vết. Anh chị em yêu thích pha lê thì đây là một trong những chiếc bình rất tuyệt vời để anh em lựa chọn, hoàn toàn có thể trưng bày hoặc cắm hoa bông vào những dịp Tết lễ. Hàng cắt tay anh chị em nhé. Cặp này về tay là 6 triệu nhé. Bạn nào yêu thích thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. Với tinh thể pha lê chì là 24%. Tạo nên độ sáng lấp lánh, long lanh. Đẹp không tì vết, đẹp như mới anh chị em nhé. 6 triệu là giá về tay. Bao ship bao vỡ. Hàng được vận chuyển bằng đường hàng không anh chị em nhé.
Các bác có thể quan sát tinh thể chỉ lên đến 24%, vô cùng sáng và đẹp. Bác nào yêu thích thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. 6 triệu là được vận chuyển bên đường hàng không anh chị em nhé. Khoảng chục ngày anh chị em sẽ nhận được hàng, bao ship và bao vỡ. Chiều cao của chiếc bình này là 26cm. Bình pha lê và bình gốm, nói tóm lại là các dạng bình, là một trong những cái món hàng đóng gói vô cùng công phu và tỉ mỉ, độ rủi ro rất là cao anh chị em nhé. Tuy nhiên tất cả những dòng sản phẩm mình báo giá về tay là đều được bao ship và bao vỡ. Bác nào yêu thích thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. Cái tiếp và liên tục chương trình sang cái hành lang bên đây thì trước mắt anh chị em là một siêu phẩm để bàn. Cái này trưng bày thì rất là tuyệt vời, một trong những món hàng rất độc lạ và lần đầu tiên mình gặp tại Nhật Bản anh chị em nhé. Trước mắt anh chị em là một tác phẩm nghệ thuật. Cái này thì mang hình dáng của châu Âu. Ở bên ngoài thì nhìn cái thần thái của nó nhìn rất là ngầu anh chị em nhé. Nhìn rất là ngầu, độc lạ, đẹp. Đây, các bạn có thể quan sát này. Uyển chuyển nhưng mà lại rất mạnh mẽ. Một tác phẩm nghệ thuật đến từ châu Âu. Rất là nặng anh chị em nhé. Một tác phẩm trưng bày vô cùng tuyệt vời để anh chị em mua sắm. Giá trên này về tay là 11 triệu anh chị em nhé. 11 triệu là giá về tay. Tất cả những hoa văn họa tiết này là màu sắc của nó như vậy nhé. Cái này thì nó được chế tác bằng hợp kim anh chị em nhé. Rất là nặng luôn. Chế tác bằng hợp kim hoàn toàn. Cái phần đế này là phần đá anh chị em nhé. Phần đế nó là bằng đá, cái này là hợp kim. Rất là nặng. Đây là một cái sản phẩm nhìn vừa cổ kính mà vừa có nét hiện đại anh chị em nhé. Các bác có thể quan sát, vừa uyển chuyển mà vô cùng mạnh mẽ. Điểm đặc biệt của nó là rất là nặng. Đế được chế tác bằng đá, cái này bên ngoài nhìn đẹp hơn trên video rất là nhiều anh chị. Đẹp hơn trên video rất là nhiều. Nào yêu thích thì chụp lại nhé và gửi qua một trong hai số Zalo. 11 triệu là giá về tay, bao ship, bao vỡ. Rất là nặng anh chị em nhé, mình ước chừng nó khoảng hơn chục ký, hơn chục kg. Bây giờ mình sẽ đo cái kích thước để anh em dễ bề trong việc kê kích. Cái phần đế này người ta chế tác bằng đá anh chị em nhé, dạng đá cẩm thạch. Còn bên trên là hoàn toàn bằng hợp kim, rất nặng. Ngay bây giờ thì mình sẽ đo cái kích thước cụ thể để anh chị em dễ bề trong việc kê kích và trưng bày. Cái đế này của nó thì các bác phải quan sát là nó lên hơn 40cm nhé. 45cm. 45cm là chiều dài và chiều cao của cô gái là lên đến 39cm. Chiều cao 39cm. Vô cùng thần thái anh chị em nhé. Uyển chuyển và mạnh mẽ. 11 triệu là giá về tay. Ước chừng khoảng nặng khoảng hơn chục kg, khoảng 12 kg. Bạn nào yêu thích thì chụp lại nhé và gửi qua một trong hai số Zalo. Kế tiếp và liên tục chương trình trước mắt cô chú anh chị các bạn là những siêu phẩm mình vừa thanh toán tiền xong. Ngay tại tiệm thì mình cũng quay và báo giá về tay để anh chị em dễ bề trong việc mua sắm. Trước mắt anh chị em là một chiếc siêu bình, một trong những chiếc bình rất đẹp anh chị em nhé. Cái này thì còn nguyên hộp, trong tình trạng đẹp 99%. Đây, các bác có thể quan sát này, nguyên cái hộp của nó này. Đây là một chiếc bình của châu Âu anh chị em nhé, made in Cộng hòa Séc. Các bác có thể quan sát một chiếc bình pha lê được chế tác rất công phu và tỉ mỉ, đẹp từng cm. Bác nào yêu thích thì nhanh chóng chụp lại nhé và gửi qua một trong hai số Zalo. Trước khi báo giá thì mình sẽ quay chi tiết để anh em có cái nhìn toàn cảnh. Một chiếc bình pha lê của châu Âu rất tuyệt vời để anh chị em lựa chọn. Cái này thì mang phong cách hoàng gia. Đấy, các bạn có thể quan sát này. Pha lê màu anh chị em nhé. Pha lê màu và những cái họa tiết này đều thủ công hết, đẹp như mới. Chiếc này về tay là 8 triệu nhé. 8 triệu là giá về tay. 8 triệu về tay, bao ship, bao vỡ. Bạn nào quan tâm thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. Bây giờ mình sẽ đo nhé, đo cái vành và đo cái chiều cao để anh em hình dung ra cái độ hùng tráng của nó nhé. Rất là đẹp luôn. Đẹp như mới anh chị em nhé. 8 triệu là giá về tay. Hàng nguyên hộp, bao ship, bao vỡ. Khoảng chục ngày các bác sẽ nhận được hàng. Bây giờ mình sẽ đo cái chiều cao, đo cái kích thước của nó để anh chị em dễ bề trong việc kê kích. Đẹp từ mọi góc nhìn anh chị em nhé.
đẹp từ mọi góc nhìn. Cái đường kính của cái phễu này của nó, anh em quan sát là nó là 23 cm, 23 cm, rất là lớn anh em nhé. Và chiều cao của chiếc bình các bác có thể quan sát, chiều cao của chiếc bình là 31 cm. Một cái bình mang phong cách hoàng gia, 8 triệu về tay hàng nguyên hộp. Kế tiếp và liên tục chương trình, trước mắt anh chị em là một chiếc bình pha lê trong sáng vô cùng tuyệt vời để anh chị em lựa chọn. Cái này nó bán trong tiệm đồ cũ nhé, nên là giá của nó rất tốt để anh chị em mua sắm. Bạn nào yêu thích sự long lanh lấp lánh của ánh pha lê trắng thì đây là một trong những chiếc bình trưng bày rất tuyệt vời. Cái này của Ý anh chị em nhé, đây là một trong những cái bình của Ý trong tình trạng như mới, đẹp như mới. Tinh thể pha lê chì 24%, sáng lấp lánh và long lanh, rất nặng luôn anh chị em nhé. Chiếc bình này về tay là 3,5 triệu nhé. Bạn nào yêu thích thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. Đây là cái giấy tờ kèm theo của nó này, kèm theo cái bình này. Một cái bình pha lê rất tuyệt vời để anh chị em lựa chọn. 3,5 triệu là giá về tay, bao ship, bao vỡ. Cái này để đọc bình không đã thấy đẹp anh chị em nhé, chưa cần phải cắm hoa nữa. Một trong những chiếc bình rất cao, rất nặng. Bây giờ mình sẽ đo kích thước cụ thể để anh chị em dễ bề trong việc lựa chọn. Chiều cao là 30 cm, sáng lấp lánh và long lanh không tì vết. Giá về tay là 3,5 triệu. Bạn nào quan tâm mình nhanh chóng chụp lại nhé và gửi qua một trong hai số Zalo. Vậy cái clip ngắn hôm nay thì mình xin tạm dừng tại đây. Kính chúc cô chú anh chị các bạn xem video vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu. Hẹn gặp lại anh chị em ở những clip tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.